Xin chào các bạn, hôm nay video này mình không có đi chơi nữa mà mình sẽ đi tìm nhà. Mình sẽ quay hết tất cả các căn nhà mà mình đi xem hôm nay cho các bạn xem nha. Cuối năm cho nên là người ta cũng giảm giá cỡ 10 tới 20 ngàn. Khu này là khu mới nha các bạn. Nó cũng xa chỗ làm của mình lắm. Cỡ 20-30 phút gì mới đi ra, 290 lận. Mình thích căn này đó các bạn. Nhưng mà giờ nó xa quá rồi làm sao? Whoa, look at that. Yeah. It's different. Like it? Not really. Really? Why? It's nice, huh? Yeah, Victor doesn't like it. They paint this by hand. It looks like cartoon. That's good. Yeah, this is huge. I I can imagine know. you feel all crazy crap around it. Look at the office for you now. You're gonna stay here, so don't bother me. Mấy trăm, 350 hả? Chưa, không biết. Không biết nữa. Cái này không phải là cái nhà mà. How much is it? Then like 350 đâu. 4 phòng lận. Đúng vậy đó. Cái này chắc không phải 350 đâu. Đẹp quá nè. Nhìn Nhìn xuống xuống đẹp đẹp quá. à. Nhìn xuống đẹp à. Có lầu đẹp à. Ở dưới phòng phòng rồi hả? Phòng nhỏ xíu. Về Phòng đổi nó giường. vậy hả? Về đổi giường. Nhỏ quá, phòng nhỏ xíu. Coi phòng tắm. Mini ghê luôn. Cũng được. Vậy được rồi. Ôi trời, luôn đấy, thấy 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 thấy. Phòng nhỏ xíu. Hai cái xinh. Từ phòng bên đây, phòng bên đây. Ừ. Xài Hai đắt cái chưa? xinh. Được. Luôn quá. That's smart, hả? Huh? Nhìn xuống đẹp quá Ừ. ha. Đủ rồi. Tủ bự nè. Mấy ngàn qua phía. Gần gần phòng gần gần nha. Được á. Gọn. Hai. Bốn, một, hai, ba, đó, lồn qua đó. Wow. Bốn. Four rooms. Four rooms, one office and one play game room. Nhà này nhiều phòng quá các bạn, mình không có nhu cầu tới 5 phòng vậy. Model home nó đã upgrade rồi biết không? Ừ.
look at that. Mm. What? It's big. The area? Mm. Quá nhiều bướm luôn. Cũng hay. Trời ơi. Một, hai, ba phòng. Bốn phòng. Đi xem nhà để tìm mua cũng khó lắm nha các bạn. Đi cỡ 4-5 căn là các bạn thấy rối, rồi thấy chán, không muốn đi lựa nữa luôn. I don't like the outside. No. Mẹ thích không? Mẹ thích ở ngoài không? Ngoài, too late. Mm-hmm. Mm. It's yeah. Not good. Why? For the... I don't know how to say that word. Say it. Nhìn giống của thị quá. That's your study. Yeah. This is our room. So you have two bedrooms up front here with a bathroom. Then you have a study up here to the left. The study will be right up here. Oh. Yeah, it's not bad. Yeah. Square open? Yeah. How much was this? This one? $325. That's a very good price. Yeah. Mình thấy căn này được nè. Rộng rãi mà giá cũng phải chăng lắm. Mà cũng nhiều phòng. Cũng có không gian lớn chứ không phải là phòng nhỏ nhỏ như mấy căn kia. I feel like we should do two floors. Right. That video he said, destroying your mind already. Không có lầu hả? Không. Ờ, mà đứng, đúng đứng. Đúng có 354. Stop it. Ồ, được nè mẹ ơi. Nó đẹp nè. Oh, một phòng nè, cái này cái phòng có toilet trong kia. Luồn đi đâu? Hai phòng nha. Ôi, dữ vậy? Phòng giá. Ba phòng. Có cái này nữa mẹ, con thích cái này nè. Lò sưởi, có lò sưởi cũng đẹp. Ơ, cái này đẹp nè. Chắc... phòng ăn đó mẹ. Mình thấy vô nhà mà không phải model house mà trống lóc như vậy mà nhìn sáng sủa đẹp vậy là khi bạn bỏ đồ vô là đẹp lắm đó. Ồ. Mẹ mẹ coi nè mẹ. Ngủ quá. Để con.
Vậy là tới 3 phòng tắm rưỡi. Mình thấy căn này được á các bạn, 347 mà đẹp quá. Nhà này 347. Còn đây là cái căn mà mình thích nè các bạn. Nhìn phía ngoài trang trí cũng đẹp ha. Ở bên trong thì cũng được lắm. Hai lầu, 4 phòng ngủ. Oh, this is different. Look. No, yeah, he was telling me a family did the design the way you saw it to save a lot more money because this is an upgrade. Yeah, that's why. You have a completely different feel, yeah. Exactly. Well, you have the couches and everything. So how much if we have to do that upgrade? No, well, it's already done, so you have to do it with somebody else to do it for you. Hey, don't worry about that. In the court, how much you'd say, not the builder. If we do it for us, it's $4,900. Got it. But if someone else do it, knocking the thing out, it's going to create a mess. That's why the builder don't want to do it. Mm. But even this is exactly the same, except for different colors. Tiền mà làm sao chứ, tại vì nó căn này phòng nó cũng sát sát nhau, nhìn nó dễ thương ấm cúng chứ thật ra diện tích cũng nhỏ. You want to record this one? So record. If we buy, you record on the phone so easy to fix it if later we buy this one. Con nói mẹ cái nhà mà nó không có có cái gì á, nó xấu dữ lắm. Màu xanh đẹp quá ha. Đúng không? Mẹ nó dến nguyên một bức tường. Đó là cái kiểu nhà nó phải như vậy. Nếu mà sao mẹ phải mua rồi cái nhà y vậy. Rồi bắt đầu mẹ mới làm lại. Có thêm mấy chục nghìn nữa. Nó rẻ hơn là mẹ kêu cái tụi xây nhà nó làm. Được không? Ngộ quá ha. Tự nhiên vô mua đồ nó khác. Đó, này được nè. Mẹ thấy hai cái ghế màu vàng đẹp không mẹ? Thấy được không? Mẹ thấy cái mô đồ nó được. Con thấy này được nè. You put your face on. This is not the house, okay? Okay. This is just the one that looks like an apartment. Right? This is just the apartment. Smell good. Cook it, man. Ừ, cái nó rẻ. Trời ơi. Ba phòng dính chùm đây luôn. Dính chùm nhau. Ui, Emma room. Mẹ có đói bụng không? Trời ơi, có một toilet hả? Mà dù gì ta xây cũng hợp lý hơn cái kia.
không về đâu, để bạn ăn ở đây rồi. Đúng rồi. No, it's not. This is like 120? Yeah. Like it? It's only two bedroom, but four bedroom. See? Giờ mình phải đi tìm khu khác các bạn ơi. Khu này gần hơn 290 một chút xíu. Khu kia hồi nãy thì xa cho mình quá. Các bạn thấy sự khác nhau không? Gần hơn trung tâm một chút xíu thì cái nhà nó nhỏ ơi là nhỏ, giống như cái apartment vậy đó. Mà cái giá thì cũng là bằng cỡ 350-380. Trời ơi, giống như apartment. Oh my god. Where is, oh my god. It's the apartment. You like it? Wow. The trash. This is the apartment though. Is it an apartment? Yeah. How we gonna park? Các bạn thông cảm, nhà nào mà mình cảm thấy mình không thích á, thì mình quay nhanh chút xíu để mình còn đi tìm những căn khác nha. It's another apartment. This one is bigger apartment. If y'all see a trash can, let me know. I'm going to throw away this. Me too. This is from the low 300. Mm-hmm. But it's pretty though. Yeah. The way they built it. Mm-hmm. It's very. These are homes. They have good homes. Mm-hmm. Yeah. It's not bad. The lady, the office lady is over here. Oh. 400. Mid 300. I'll have a look around and I'll catch up with you. Okay. Hi. Now, this is but still nice. I like it. Nope. No, you don't. You like the other one better. The one that just came from? Yeah. Small. I know. Another one. Cái xíu hả? Mà sao nó lạnh mắt hơn bên kia? Các bạn thấy nhà đẹp đẹp mà rộng rãi vậy nè, là giá nó tới 400, hơn 400 ngàn. 454 ngàn. 454 ngàn. Đâu có gì chê được. I don't like it. You don't like to spend it on your sister. Hmm? Wow. Hmm. In my room. Mushroom. Mushroom, cái má. Damn. Okay, never mind. You're over 400. Yeah, I can tell. You're over 400. Yeah. Oh, it has to be young. Upstairs. Đây, căn này là mình thích lắm các bạn. Cao, ráo, thoáng.
giá cũng gần 500 á, mà phòng ở trên á, thì phòng nào cũng lớn lớn không à. Because they'll be 40, 45, and 50 foot lots. Mm. We just don't have the exact pricing yet. Yeah. What do they look like? Nhà mà sơn màu vàng xấu. Nhìn giống như chùa. Chùa mẹ, phòng này bự lắm. Wow. Trời ơi, man, quá đẹp luôn á. Trời ơi, coi nè. Sao không? Còn trên lầu nữa. Ừ. Mua càng sao là nó càng mắc. Ủa? Có. Tưởng không có. Ê, phòng ở đây bự ghê luôn á. Bự quá trời luôn. Nó khùng để giường à. Ủa, mấy thằng? Ở đây có một phòng hả? Ở dưới hai phòng phải không? Thì cho mình biết nha. Rồi bạn nào có khu nào được mà giá cả phải chăng thì cho mình biết chứ. Còn mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 trong tìm kiếm hành trình căn nhà của mình nha.